Ở đây là khu vực biên giới nha cả nhà, cho nên đi dục ấy gì đó còn nó ném lọt à, ném đi mấy lọt. Cháu xin bác giỏi không? Giỏi rất giỏi, ngoan lắm luôn á mấy nhỏ mấy đứa trẻ đây. Tay con đâu? Mình xin nha, bà làm không xin thì buồn lắm ấy, bác buồn lắm ấy. Bác làm nhỏ giỏi nè. Kéo ạ. Những đứa trẻ đó không được bố mẹ mua cho quần áo đẹp, đồ chơi, nên chúng tự mình tìm tới những niềm vui giản dị giữa núi rừng xung quanh. Các em sống ở vùng cao cực khổ, nhưng có lẽ vì vậy nên nhiều em vẫn còn giữ được sự ngây thơ với lứa tuổi, mang theo sự hồn nhiên trong sáng.
cậu không thể nào đi. Chưa tính nữa, phải có tinh thần thép, chạy quen những cái đường như thế này nó dám chạy không thôi là không dám chạy luôn. Đường hẹp, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, gọi lo gung lo sợ không hết chạy. Xin chào cả nhà, chúng ta đã đến với lại điểm trường Nàng Hái, điểm trường thứ hai của xã Chí Cà. Ở chỗ này thì có 23 bé nhỏ đang ở tuốt ở dưới kia đợi chúng ta. Dạ không. Dạ không. Lách qua này xíu số phụ ơi. Chính đá. Bên tay phải. À bên phụ. Dạ dưới. Ông cua luôn hả? Ông cua luôn đúng dạ. Không? Dạ. Ở đâu? Ở dưới đây. Giờ đi học quá hả? Ngoài những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, khi đến với vùng núi phía Bắc, chúng tôi còn được hòa mình với nếp sống sinh hoạt của bà con nơi đây, thấy rõ được những khó khăn của đồng bào miền núi, đặc biệt là những đứa trẻ đang độ tuổi ăn, tuổi chơi, cũng cùng cha mẹ ra đồng. Nụ cười của trẻ em vùng cao Tây Bắc giống như cây rừng lớn lên giữa đại ngàn, hồn nhiên và tươi sáng trong cảnh sống có đôi phần hoang dã. Giữa cuộc sống còn đầy khó khăn, thiếu thốn, gương mặt trẻ thơ vẫn bừng sáng những nụ cười. Trò chơi của lũ trẻ cũng thật đơn giản, chúng trượt máng đất, lăn bánh xe, đào đất hoặc đơn giản là lang thang núi đồi. Ai à, cả nhà nhìn thấy từ tô trên kia sang phải ve ngược trở xuống đây mới vô được cái trường đó, thấy không cả nhà? Từ trên kia luôn, ở trong này nè, ở giữa đồi núi treo leo nữa, có cái trường có 23 em. Rồi nghĩ đây cái cua nè, cho cả nhà lùi lùi ra cho cả nhà nhìn thấy nguyên cái cua này. Cua cù chỏ luôn, ve từ trên kia lộn ve xuống đây. Cất xe thuốc dân kia. Mày kêu mấy ông thầy dạy lấy bằng máy vô này. Chạy. Rồi. Rồi. Các thầy vô bỏ nó vô phụ mặc áo cho mấy em cho nhanh nhanh rồi chạy qua trường khác nữa. Rồi. Chào các con. Đây bạn này nãy là hát sung nhất nè. Đúng không? Đúng không? Con tên gì? Con tên gì? Qua đây. Chờ cả nhà dầm nè. Đó, treo leo giữa đồi núi. Đó. Đây, dầm xuống đi. Treo leo giữa đồi núi rồi đó. Có trường đây. Trời đất ơi. Đem được mấy cái áo ấm với sữa. Vô đây giờ các em. Không nơi nhãn tí nào. Giữa đây lát nữa cho các em cầm sữa. Con một hộp sữa nha. Rồi mặc áo vô này. Cảm ơn bác chưa?
Chào xin bác, giỏi không? Giỏi, rất giỏi. Ngoan lắm luôn á, mấy nhỏ đứa trẻ này. Tay con đâu? Mình xin nha, bà làm không xin thì buồn lắm ấy, bác buồn lắm ấy. Giỏi, giỏi nè. Kéo ạ. Những đứa trẻ đó không được bố mẹ mua cho quần áo đẹp, đồ chơi, nên chúng tự mình tìm tới những niềm vui giản dị giữa núi rừng xung quanh. Các em sống ở vùng cao cực khổ, nhưng có lẽ vì vậy nên nhiều em vẫn còn giữ được sự ngây thơ với lứa tuổi, mang theo sự hồn nhiên trong sáng. Đẹp không? Đẹp không? Áo đẹp không? Đẹp hả? Thích không? Thích không? Con thích không? Thích không? Có. Con muốn sữa không? Có. Có hả? Ok. Lan đồng tâm lấy sữa cho. Nói với các cháu nhiều bạn biết sữa là gì. Các bạn không biết sữa là gì luôn hả? Hả? Sao con nói sao? Con nói sao? Xin cái gì? Con nói lại. Con xin sữa hả? Hồi nãy con mới nói xin các bác các cô làm sao con nói lại. Giỏi. Ngoan lắm. Đây, sữa con đây. Con xin cho bác chưa? Các cô các bác. Đây. Đây, con thích sữa không? Dạ. Đó, con có muốn uống sữa không? Dạ. Hai ba cháu tháo bạn nào bỏ rồi nhá. Rồi, con giở ra con chẹp con vô, cái này hết của con. Rồi cái này nè, con cầm đây. Áo đẹp quá trời à. Áo quá đẹp luôn. Lạnh không? Con có lạnh không? Có lạnh không? Có hả? Ok. Con xin chưa? Con xin nha. Ngon không? Có hả? Ok, cảm ơn con. Con ơi, nhìn nó thấy thương nè. Làm hùng. Ngon lắm. Áo đẹp quá trời à. Chín tô nhé. Chín tô chưa? Con chín tô. Nhi chín à? Chín cô. Mồm mình Nhi đâu nhỉ? Chín cô chưa? Bắt lột da luôn nha. Nha. Rồi con ôm vô. Rồi. Rồi bà cháu. Giữa sự là ngay đỉnh núi luôn. Treo leo như vậy. Có cái trường mầm non. Rồi cái đường đi nãy giờ cả nhà thấy. Rồi con đây. Rồi. Rồi vô. Ngon không? Ngon. Tiếp không? Chết giỏi. Thương lắm cả nhà ơi. Bữa nay sang đi mười mấy ngày, bữa nay mới có tí xíu nắng mà nó lại ấm ấm lại tí xíu. Nhưng vẫn còn lạnh lắm cả nhà. Mấy bữa là nhiệt độ xuống mấy điểm kia sang đi còn xuống 1 độ 2 độ. Mấy cháu nó lạnh cống luôn. Rất là tội nghiệp. Rồi mấy cô tháo sữa rồi mấy bé uống nhanh nhanh còn di chuyển qua trường khác. Đưa cháu ý mặt cho mấy cô để phát cho mấy cháu. Đây, con có uống sữa không? Đâu. Uống ha. Rồi con cầm đây. Đây cô lấy sữa. Ngon không? Có ngon hả? Rồi, đây. Đây này. Đây. Ngon không? Rồi cho bác không miếng nè. Wow. Ôi trời ơi, anh đeo cái đôi giày kìa. Đó, nhìn đôi giày của anh nha. Mang nó ủng luôn. Ôi trời ơi, thương lắm. Hai của con đây. Đây, cầm vô. Rồi. Ok. Rồi, con có uống sữa không? Có uống không? Có ha, có ra đây. Rồi, con vô đây đứng. Trời ơi, con mang đôi dép gì vậy? Hả? Trời ơi. Con có thích uống sữa không? Có. Có hả? Ok. Bác lột ra nha. Tháo ra nha. Chắc là không dở ra con nắng lên. Kẹp vô. Đó. Của con nha. Rồi con cầm. Con xin kia. Rồi đây.
từng đứa con đổ ra áo này. Ngon không? Rồi đọt cái nón vô để làm nha. Ok. Được đó, được đây. Rồi nha, uống đây. Ngon không? Rồi cho ông hôn cái nè. Cho ông hôn cái nè. Con cảm ơn các bác à. Ở đây nè. Ở nào đó tôi đây nè. Tất cả các bạn nói nào. Chúng con cảm ơn các bác à. Các bác à. Ok. Rồi bye bye, tạm biệt là các con, hẹn gặp lại. Vâng ạ. Ngoan lắm, các con ngoan lắm. Lớp học tiếp nha. Rồi, giữa núi gần luôn nè. Trên đỉnh núi luôn. Chót chót. Nãy sang phải ve xe từ trên kia ve xuống nè. Đó. Bây giờ di chuyển qua trường kế tiếp, trường nào nữa cô? Anh ơi. Trường nào? Bây giờ mình sẽ đi sang theo cái tuyến dọc đường đây, mình sẽ đi vào qua cái điểm Cờ Cha Ván anh nhé. Cờ Cha Ván bao nhiêu em? Có 46 cháu thì cạnh okay. Đường thôi. Ok, dạ. Rồi, đi luôn. Dạ. Rồi, chào tiếp tục nha cả nhà. Cảm ơn tất cả những tấm lòng nhân ấy đã gửi cho xe những thùng sữa xanh ngay hôm nay. Còn chương trình áo ấm và tài trợ cả chương trình đi thì Sang là người tài trợ chính. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều tất cả mọi người và quý vị khán giả. Và không quên cảm ơn khách hàng đã mua cao sao bóp ủng hộ tấm Sang để Sang có được những cái kinh phí tiếp tục nữa trên những cái hành trình đem đến những cái tình yêu thương đến cho các chị em vùng núi vùng cao. Xin chân chào và gặp lại. Các cô chú cũng như là các bạn đang theo dõi kênh thì theo như thông tin mà anh công an xã cũng như là anh bộ đội biên phòng vừa mới thông báo với cho tụi con là cái đường ở phía trước đang sửa chữa rất là lầy lội và hiện tại là xe xúc hầu như là xe xúc bị hư rồi, cô chú không có hoạt động được đó, đường bây giờ không có đi vào được, chỉ có đi được vào xe máy thôi. Xe bốn bánh như này á tải đồ vô không được đó, cả nhà cũng thấy thì cái phần đường nãy giờ các cô chú thấy đi ở ngoài đường thì những cái ổ gà và những cái đường mà bị sụp lở rồi bể đường rất là nhiều, cho nên là bây giờ hiện tại là cái công việc mà phát quà hiện tại là tạm gián đoạn lại, thì bây giờ buộc là phố 8 phải đưa các anh em cũng như là hàng hóa quay trở lại ra quận Xí Mần, và tụi con sẽ nghỉ đêm ở lại đó, coi như là phải tốn thêm một ngày từ khách sạn đó ngủ lại nghỉ lại ở chợ sáng ngày mai, khi mà đường khô ráo cũng như là máy móc đang xuống đường ở trong đó hoạt động trở lại thì anh em mới có thể gọi là vận chuyển đồ vào trong, còn không thì cũng phải không biết giải quyết như thế nào đây.
Thì như anh công an xã với anh bộ đội biên phòng cũng ha, bây giờ là các anh em phải tạm ngưng việc ở đây. Cô chú cũng đừng lo, con hy vọng là ngày mai là đường sẽ khô và những cái chiếc xe xúc sẽ hoạt động trở lại để mà con đường có thể thông thoáng cho bố cùng với các anh em cũng như là tụi con có thể vận chuyển được những cái phần quà để vào trong gặp các bé nữa. Còn rất là nhiều bé đang đợi phía trong hãy chờ đợi tiếp tập tiếp theo khi mà tụi con ngày mai quay lại đây nha cô chú. Biên giới nha cả nhà. Cho nên đi dục ai giờ còn nó ném lọt à. Ê giúp đi mày lọt. Nhưng mà hôm sau tôi tên tám lọt không bao giờ lọt. Rồi thẳng tiến về thị trấn ngủ lại một đêm. Sáng hôm nay nó bắt đầu mới đi tiếp. Đường bị tắt đường quay ngược trở về 100 cây số chứ qua chơi đâu. Vô đi ra cả trăm cây.